Ở lớp sen có một bạn rất là hay đi muộn. Rất là hay đi muộn, xong suốt ngày sáng nào đến cũng sensei. Sumimasen, hai itte mo ii desu ka? Khi mà mình làm cái hành động đấy rồi, mình cảm thấy mình làm sao? Nuối tiếc, mình hối hận. Đấy, mình rất là hối hận về cái hành động đấy, không biết có hối hận không đúng không? Khí sen sen desu yo. Ok, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập lại cấu trúc ngữ pháp liên quan đến thể tê mà nhất định các bạn phải biết. Tại vì sao? Tại vì nó xuất hiện trong đề của bạn rất là nhiều. Ok, rồi chúng ta sẽ bắt đầu luôn nhá. Thế thì tại sao mà chúng ta lại phải ôn tập lại các cấu trúc ngữ pháp mà lại phải liên quan đến thể tê? Thì khi chúng ta chia ngữ pháp nó thành các cái nhóm đấy thì học rất là dễ nhớ. Thứ hai là các ngữ pháp này là ngữ pháp của N4 nhưng hầu như đều xuất hiện trong đề thi GPT N3. Đấy, cho nên là bây giờ chúng ta phải đi ôn tập lại các cấu trúc ngữ pháp này. Rồi, thế thì về nội dung của ngày hôm nay thì đầu tiên chúng ta sẽ học lý thuyết trước ạ. Sau đó là sẽ luyện tập. Bởi vì hôm nay sẽ có 14 cấu trúc ngữ pháp cho nên là cứ học một nửa rồi chúng ta luyện tập lại học tiếp và luyện tập tiếp. Cuối cùng sẽ là mà tôi mê lại kiến thức của ngày hôm nay chúng ta học và sẽ có bài tập về nhà để cho các bạn luyện tập. Ok rồi, chúng ta sẽ đi vào phần đầu tiên nha. PT kudasai, ra lệnh và nhờ vả đối phương một việc gì đấy đúng không? Chúng ta sẽ dịch là hãy làm về, được chưa nào? Ok rồi, đi vào phần ví dụ nhá. Ví dụ ở đây là gì đây? Anata no koto ga suki desu, đúng không? Tsukiatte kudasai. Ồ, câu này dịch thế nào nhỉ? Anh thích em đúng không? Anh thích em, gì nữa? Hãy hẹn hò với anh đi, đúng không? Đây các bạn nhìn thấy hai hình ảnh rất là quen thuộc đúng không? Có nhận ra ai nhỉ? Đây là bố của Nobita, còn đây là mẹ của Nobita thời trẻ đúng không? Đấy, ở đây chỉ cần chia về thể tê này, sau đó cộng với kudasai thôi đúng không? Hãy làm về. Rồi, ví dụ thứ hai. Shiomatsu testo ga aru kara. Chanto benkyou shite kudasai. Đúng không? Rồi, dịch cho xem nào. Bởi vì làm sao? Cuối tuần thì có bài test đúng không? Cho nên là hãy học cho nó hẳn hoi đi, học chăm chỉ, học hẳn hoi đi, đúng không? Đấy, thầy đang mắng Nobita này đúng không? Các bạn chỉ nhớ đơn giản là V chia về T thôi đúng không? Sau đó cộng với đuôi kudasai thôi. Có một cái phần lưu ý ở trong cấu trúc này, không biết các bạn có còn nhớ không? Khi mà mẹ nói chuyện với con đúng không? Hoặc là những người mà rất là thân thiết với nhau ấy, thì ngoài cái cách nói V T kudasai thì còn cách nói nào khác nữa không ạ các bạn? Chính xác rồi, đó chính là về mắt sự đúng không? Bỏ mắt sự đi cộng với cả na sai. Đấy, mẹ hay bảo là gì? Nên kêu xin na sai đúng không? Học đi, đấy, hoặc là gì? Katazuke na sai, dọn dẹp phòng các thứ đi đúng không? 1, 2, 3, chỉ còn hơn 3 tháng nữa là đến ngày thi GPT tháng 12. Làm thế nào để đỗ N3 chỉ trong 90 ngày? Và nếu các bạn hỏi thì Ricky xin phép trả lời. Khóa 90 ngày cấp tốc đỗ N3 chính thức sẽ mở đơn đăng ký từ ngày hôm nay. Và sau đây là 3 lý do tại sao bạn nhất định nên tham gia lớp 90 ngày. Thứ nhất, cam kết đỗ N3 chỉ trong một lần thi với phương pháp 3E độc quyền. Tăng ngay 20 điểm với giáo trình đọc hiểu độc quyền của Ricky. Nội dung học sẽ bám sát xu hướng đề thi GPT của 5 năm gần nhất. Và đặc biệt là output sẽ nhiều gấp 3 lần so với những khóa thông thường. Lý do thứ hai đó chính là duy trì động lực học đến cuối cùng. Ngay cả những người lười này, người bận rộn nhất thì vẫn có thể theo được lớp này. Với sự hỗ trợ của đội ngũ sensei trợ giảng sẽ kèm cặp một các bạn hàng ngày, gửi quiz bài tập cho các bạn luyện qua tin nhắn cá nhân và giúp mọi người duy trì động lực học đến giai đoạn cuối cùng. Và quan trọng là trong khóa học này thì các bạn sẽ được cá nhân hóa lộ trình học phù hợp với lực học của bản thân. Thứ ba, các bạn sẽ được nâng cao kỹ năng kaiwa và cơ hội tăng lương chuyển việc. Khi tham gia lớp này thì các bạn sẽ được tặng ngay khóa kaiwa và tokute thực phẩm. Kèm với đó sẽ là tư vấn hỗ trợ chuyển việc tăng lương hoàn toàn miễn phí. Các bạn ơi, lớp học 90 ngày cấp tốc đỗ N3 này của mình sẽ khai giảng ngày 6 tháng 9. Và cho những bạn xem được video này thì với những bạn đăng ký sớm trước ngày 20 tháng 8 thì mọi người sẽ được. Thứ nhất, tặng khóa N4 ôn tập kiến thức miễn phí. Thứ hai, tặng sách đọc hiểu N3 miễn phí độc quyền của Ricky. Và cuối cùng là các bạn sẽ được giảm ngay 1 triệu trừ thẳng khóa phí nhé. Đừng ngần ngại comment N3 ở dưới phần bình luận, sensei sẽ gửi thông tin lớp cũng như lịch học cho các bạn nha. Chào và tắt đi. Rồi, cấu trúc này thì đơn giản, không làm khó các bạn rồi đúng không? Sang cấu trúc tiếp theo nhé. Cấu trúc tiếp theo thì là VT imasu, được chưa? VT imasu, benkyou shite imasu, đúng không? Em đang học, đấy, được chưa? Thì cấu trúc này dùng để làm gì?
để diễn tả một cái hành động là gì? Mình đang làm cái hành động đấy đang diễn ra tại thời điểm nói, đúng không? Ví dụ là gì đây? 今, Dân sản và 勉強してます. Bây giờ, Dung thì làm sao ạ? Đang học bài, đúng không? Bây giờ Dung đang học bài, đấy, ok, rồi. Ý nghĩa thứ hai mà chúng ta cần lưu ý đó là nó nói về trạng thái này, đúng không? Là kết quả của hành động, được chưa? Trạng thái kết quả của hành động nghĩa là như thế nào? Ví dụ như 結婚してます。Tôi đã kết hôn rồi. Nghĩa là bây giờ mình đang trong trạng thái kết hôn. Và kết quả là gì? Đã kết hôn rồi, đúng không? Đấy, ok, rồi. Ý nghĩa thứ ba cần lưu ý đó là miêu tả, diễn tả cái thói quen và lặp đi lặp lại tuần hoàn, đúng không? Lặp đi lặp lại. Ví dụ như các bạn có thói quen là gì? Cứ mỗi lúc mà ăn cơm xong thì là học bài chẳng hạn. Đấy, hoặc là gì? Cứ mỗi lúc ăn cơm xong thì làm sao? Thì xem tivi chẳng hạn. Đấy là thói quen của các bạn, đúng không? Ừ, thì chúng ta sẽ dùng VT mắt sự này để diễn đạt nhá. Rồi, ví dụ là gì đấy? 休みの日はスポーツをしています。nghĩa là gì? Ngày nghỉ thì làm sao ạ? Thì tôi chơi thể thao, đúng không? Thói quen của bạn đấy, đúng không? Cứ ngày nghỉ là bạn đi chơi thể thao. Đấy, thì chúng ta sẽ dùng VT mắt sự để diễn tả, được chưa nào? Ok, tiếp tục sang cấu trúc ngữ pháp thứ ba, đó chính là VT và ikemase. VT và ikemase. Ikemase nghĩa là gì? Không được, không được, không được, đúng không? Đấy, thì làm cái bên này thì không được đâu, đúng không? Rồi, thì cấu trúc này mình sẽ dịch như thế nào đấy? Không được làm V, được chưa? Không được làm V. Ví dụ, 会議中だから入ってはいけません。Đúng không? Câu này dịch như thế nào nhỉ? Bởi vì làm sao? Bởi vì đang trong cuộc họp, cho nên là làm sao? Không được vào, đúng không? Ừ. Hai để vợ thì kê ma xe. Chia về T, đúng không? Về T vợ thì kê ma xe, được chưa nào? Rồi, ok. Cấu trúc này thì nó hơi dài một chút so với cấu trúc vừa rồi, đúng không? Cho nên là các bạn nhớ là nói thật nhiều vào để cho mình quen cái cách nói đấy, được chưa? Về T vợ thì kê ma xe, về T vợ thì kê ma xe. Thế, đấy. Bây giờ các bạn nói lưu loát được thì khi đấy chúng ta sẽ dễ nhớ và không hề bị quên ấy, được chưa? Rồi, ok. Tiếp theo, ví dụ thứ hai nào. 彼女は結婚してるから、なさだい、ナンバしてはいけないよ。OK, ở đây có một cái từ vựng đó là ナンバします、đúng không? ナンバします、đây là tán gái nhá, tán gái, được chưa? Rồi, OK, chúng ta dịch câu này nào. Bởi vì làm sao? Bởi vì là cô ấy đã kết hôn rồi, đúng không? Vừa nãy vừa học xong, đúng không? Trạng thái, đấy, nên là làm sao? Không được tán đâu, đúng không? Không được tán đâu, được chưa? Đấy, Nobita đây, đúng không? Shizuka đã kết hôn với Nobita rồi, cho nên là không ai được bê mãn nữa, được chưa? Ok, cấu trúc này các bạn đã nắm được chưa? Mình sang cấu trúc tiếp theo nha. Rồi, cấu trúc thứ tư đó chính là VT okimasu, đúng không? VT okimasu, chuẩn bị sẵn cái V đấy, chuẩn bị sẵn cái hành động V đấy để phục vụ cho một cái gì đấy, đúng không? Rồi, ok. Ví dụ, 旅行の前に切符を買っておきます。Trước chuyến du lịch, đúng không? Trước chuyến du lịch thì tôi làm gì? Tôi mua trước cái vé, đúng không? Tôi mua trước cái vé trước chuyến du lịch, được chưa? Rồi, tiếp theo sang ví dụ thứ hai nhé. Rồi, ví dụ thứ hai là gì đấy? 資料を準備しておきました。Câu này dịch như thế nào nhỉ? Em đã chuẩn bị trước cái tài liệu rồi, đúng không? Có lẽ là cái câu này thì sẽ là cấp dưới nói chuyện với cấp trên, đúng không? Em chuẩn bị trước tài liệu rồi. Đấy. Về cấu trúc VT okimasu này, CC có một cái mẹo cho các bạn. Khi mà khoanh, đúng không? Thì ở lần trước nó sẽ hay là mai ở lý này, được chưa? Mai ở lý cái gì đấy, làm sẵn ở đằng sau này, đúng không? Và thứ hai đó chính là sonomama, nó sẽ đi với cái này. Không phải lúc nào cũng đi nhá, nghĩa là thi thoảng nó sẽ có dùng với cái này, được chưa? Và cái này này, đấy. Thì cái sonomama này dùng khi nào? Ví dụ trong trường hợp là gì? Em cất cái này đi nhá. Không, bây giờ anh dùng, em cứ để đấy cho anh. Thì khi đấy mình sẽ nói là gì? Sonomama ni oite. Oite này là okimasu, đặt để nhá. Oite, oite kudasai, được chưa nào? Đấy, các bạn nhớ nhá. Thông thường sẽ đi với mae ni hoặc là sonomama, được chưa nào?
vi phạm cấu trúc tiếp theo. Đó là cấu trúc thứ 5. Cấu trúc thứ 5 thì là VT cộng với đuôi arimasu. Arimasu là gì ạ? Là có, đúng không? Thì ở đây chúng ta sẽ dịch là ở đâu có cái gì đấy, hoặc là tồn tại cái gì đấy, đúng không? Ở đâu có, ở tồn tại cái gì đấy, được chưa nào? Ví dụ như watashi no hon ni namae ga kaite arimasu. Nghĩa là gì đấy? Ở quyển sách của tôi thì làm sao? Có làm gì ạ? Có ghi tên của tôi, đúng không? Thì là ở đâu? Ở quyển sách có cái gì? Có ghi cái gì ạ? Ghi tên của tôi, đúng không? Vì một mục đích gì đấy? Vì là tránh trường hợp là người khác lấy nhầm sách của mình chẳng hạn, đúng không? Rồi, thế thì cái cấu trúc ngữ pháp VT arimasu này dùng khi mà chúng ta làm cái hành động V đấy, đúng không? Ừ, có ghi này, có ghi tên này, để làm gì? Tránh để nhầm quyển sách đấy với người khác, đúng không? Đấy, ok rồi. Ví dụ thứ hai nào. Pasokon wa tsukue no ue ni oite arimasu. Oite arimasu, đúng không? Ừ. Là gì đấy? Cái pasokon, cái máy tính thì làm sao? Thì có đặt ở đâu? Đặt ở trên cái bàn, đúng không? Đấy, tồn tại cái gì đây? Tồn tại cái máy tính này. Tồn tại ở đâu ạ? Ở trên cái bàn, được chưa? Đấy, ai đó đã đặt cái máy tính trên cái bàn vì một mục đích nào đấy. Ví dụ như bạn đặt trên cái bàn để vì mục đích là gì? Ngày mai bạn đến, bạn ấy làm việc thôi, đúng không? Rồi, ok. Rồi, thế thì cấu trúc VT arimasu sẽ có lưu ý các bạn một phần nữa, đó là nó đi với tha động từ nhé các bạn nhé. Tha động từ chia VT cộng với đuôi arimasu, được chưa nào? Rồi, vậy là chúng ta đã học xong 5 cấu trúc ngữ pháp liên quan VT rồi, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần luyện tập. Rồi, em xin chào chú. Xin xin nhấn mạnh là tất cả các câu ở trong phần bài tập này thì đều là những câu đã từng xuất hiện trong đề thi GLPT N4 và N3 của các năm, được chưa nào? Ok, vì vậy mà các bạn tập trung để làm cho là chúng ta đã thực sự nắm được cấu trúc ngữ pháp được chưa nhá. Ok, câu đầu tiên nào. 最近いろんな種類のガムが スーパーマーケットで cái gì đó làm sao, đúng không? Nhìn là nhìn làm sao? Các bạn dịch sơ câu này nhá. Gam ở đây là gì? Gam ở là kẹo cao su, đúng không? Cao su đấy. Gần đây thì làm sao ạ? Gần đây thì nhiều loại kẹo cao su như thế nào đấy ở siêu thị, đúng không? Rồi, bây giờ các bạn dịch đáp án cho xem nhá. Thứ nhất là cái gì đọc là gì nhỉ? Urimasu, đúng không? Rồi, chính xác. Urimasu đây là đơn giản chỉ là bán thôi, đúng không? Rồi, tiếp theo số 2 là gì đấy? Utte ikimasu. Utte ikimasu dùng khi nào đấy? VT ikimasu, xíu nữa chúng ta sẽ học này. Nghĩa là cái hành động đấy được diễn ra từ thời điểm nói đến tương lai, được chưa? Ta sẽ dùng VT ikimasu. Rồi, số 3 là gì đấy? Urasemasu là thể gì? Thể sai khiến, đúng không? Bắt hoặc là gì? Phải làm cái gì đấy? Bắt bán, phải bán. Tiếp theo số 4 là gì? Urarete imasu. Rồi, ok, xin cho 3 giây các bạn lựa chọn đáp án nhé. 3, 2, 1, hết giờ. Ok, rồi đáp án của chúng ta là cái nào đấy? Gần đây thì nhiều loại kẹo cao su, chỉ có đáp án này là phù hợp thôi, đúng không? Ừ, được bán, đang được bán ở siêu thị, được chưa? Gần đây này, kẹo cao, nhiều loại kẹo cao su này, thì đang được bán ở siêu thị, được chưa nào? Đây là cái hành động ở bây giờ, hiện tại thời điểm nói nó đang diễn ra, đúng không? Ở gần đây, nghĩa là bây giờ nó vẫn như vậy. Vì vậy chúng ta sẽ dùng VT imasu, đúng không? Ừ, và nghĩa thì sẽ là gì? Được bán, được chưa? Đang được bán. Rồi, ok. Đáp án chúng ta là 4 nhá. Rồi, câu thứ hai nào. Câu thứ hai này cũng là một trong các câu mà xuất hiện trong đề GLPT N4 nhá. Đầu tiên chúng ta sẽ đi về phần N4 trước, xíu nữa sẽ có N3. Rồi, đây là để ý sẽ là ha ha, đúng không? Là mẹ, đúng không? Rồi. 週末だから部屋をちゃんと何々 làm sao? À, lưu ý là gì? Ở đây là ha ha nhá, là mẹ nói nhá. Đấy, vận dụng hết tất cả ngữ pháp từ đến giờ học từ 1 đến 5, đúng không? Để xem câu này không ở đâu. Ok, bởi vì là cuối tuần, đúng không? Ừ, cho nên là làm cái gì đấy cái phòng này đi, đúng không? Ừ, làm cái gì đấy cái phòng này. Đầu tiên sẽ là katazukete imasu, kiểu như là sắp xếp cho cái phòng nó ngăn nắp lại ấy, đúng không? Đấy, dọn dẹp, được chưa? Rồi, đang dọn dẹp. Rồi, tiếp theo là gì đấy? Katazukete wa ikemasen. Rồi,
cấu trúc này chúng ta sẽ dịch là gì nhỉ? À rồi đúng không? Ờ, đó chính là không được làm B thì sẽ là gì? Không được dọn dẹp. Rồi tiếp theo là gì? Kabazukete aimasu. Aimasu, ừ, cái từ tục này làm sao đấy? Không phù hợp, cũng không có đúng không? Rồi tiếp theo số 4 là gì? Kabazuke nasai. Cái này có quen không? Đấy, suy nghĩ xem ở đây sẽ dùng cái gì nào? Ừ, trang tụ cái gì đấy? Thế nha, đúng không? Ừ, mẹ đang nói với con nhá. Rồi, câu này chúng ta sẽ khoanh vào đâu? Chính xác, đáp án của chúng ta sẽ là số 4 đúng không? Katazuke nasai. Đấy, khi mà bố mẹ nói chuyện với con cái hoặc là những người mà rất là thân thiết với nhau ấy thì người ta sẽ dùng nasai. Tất nhiên là dùng bên tên nasai cũng được đúng không? Nhưng mà thông thường thì người ta sẽ dùng nasai, được chưa? Rồi, câu tiếp theo là gì đấy? Cái này là một câu trong đề N4 năm 2011 này. Kêu xin tử nhi, shiken no shikan wari ga hatte naya ni. Đằng sau, đúng không? Rồi, dịch này. Ở trong lớp học đúng không? Lý này, ở đâu có cái gì thì lý ở đấy. Ở trong lớp học có cái gì ạ? Có dán, đúng không? Đây là từ hadimasu, dán. Có dán cái gì ạ? Có dán cái thời gian thi, thời gian của bài thi ấy, được chưa? Thời gian diễn ra bài thi. Thì bây giờ các bạn suy nghĩ lại cho xem là ở đây chúng ta sẽ dùng cái gì ở đây phù hợp? PT cái gì đấy? À, lưu ý ở đây là ní nhá. Đấy, lưu ý là ở đâu có cái gì thì ní ở đấy đúng không? Đấy, rồi, ghi xuống đáp án đầu tiên. PT adimas. Chính xác, nó là có hoặc là tồn tại cái gì đấy ở đâu đấy, đúng không? Đáp án thứ hai là gì ạ? Imasu. Là gì? PT imasu là diễn tả gì ạ? Hành động đang diễn ra đúng không? Trạng thái. Ừ, đang tồn tại như vậy. Đấy. Đang dán. Rồi, tiếp theo là gì? Okimasu là gì? Làm sẵn cái hành động V đấy để phục vụ cho cái gì đấy. Được chưa? Tôi làm sẵn, tôi dán sẵn. Rồi, tiếp theo số 4 là gì? Hattekimasu là gì ạ? Vtekimasu là em đi làm cái đấy xong em quay lại. Em đi làm xong em quay lại. Đấy. Rồi, các bạn suy nghĩ cho xem là ta sẽ chọn cái nào nào. Đáp án của chúng ta chính là số 1, đó là adimasu. Tại vì làm sao? Ở trong lớp học thì làm sao tồn tại cái gì ạ? Có dán cái gì? Thời gian của kỳ thi, đúng không? Rồi, ok. Đấy, chúng ta sẽ có VD adimasu nhá. Có tồn tại cái gì đấy? Ừ. Rồi, ok. Ở đây lưu ý nhá. Adimasu luôn luôn đi với giá mà, đúng không? Đấy. Đấy, nên là các bạn để ý ơn xe là ở đâu có cái gì thì nghĩ ở đấy này. Tiếp theo là adimasu đi với giá. Cho nên là câu này khoanh vào đây. Được chưa? Adimasu. Rồi, ok. Tiếp theo, trong đề N3 của tháng 7 năm 2023 vừa rồi đúng không? Rồi, mặc dù đây là cấu trúc ngữ pháp của N4 nhưng mà lại xuất hiện trong đề N3. Thì bây giờ chúng ta cùng nhau xem là nó có khó hơn không nhá. 明日の授業までにテキストを30ページまで cái gì đó? Nanani no ni まだ全然読んでいない. Đấy, ở đây các bạn lưu ý cho C là cái no ni này. No ni này dùng khi nào? Mặc dù vế A nhưng mà vế B. Đấy, hoặc là chúng ta có thể dịch là gì? Vế A ấy thế mà vế B, đúng không? Ví dụ một câu tiếng Việt như nào? Đáng nhẽ ngày mai đúng không? Mặc dù ngày mai có bài test đấy, nhưng mà hôm nay chẳng học cái gì hết. Thì đáng lẽ ra là thì ngày mai có test là phải học chứ, đúng không? Đấy, nhưng mà nó lại không học cơ. Thì khi đấy chúng ta sẽ dùng cấu trúc nổi tiếng này. Được chưa? Rồi, ok. Cái này nó là một cái từ khóa để làm câu này nhá. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau dịch nhá. 明日の授業までに. Ở đây có までに đúng không? Ừ. Trước cái tiếp học ngày mai thì làm sao ạ? Mặc dù, đúng không? Cái này này, đúng không? Sách giáo khoa, đúng không? Đến trang 30. Nhưng mà làm sao đây? Mà là tên game vô đề này. Bây giờ tôi vẫn chưa đọc cái gì cả, đúng không? Ừ. Bây giờ tôi hoàn toàn là chưa đọc cái gì cả. Đấy, được chưa nào? Đấy, các bạn hiểu được xem nhá. Đồ lý này dùng một đáng lẽ ra phải là như thế nhưng bạn không làm. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau dịch đáp án nhá. Yonde oite wa ikemasen. Ikenai, đúng không? Rồi, thế bây giờ các bạn lại hình dung nhân xe xem ở đây nó có mấy cấu trúc ngữ pháp ghép lại với nhau. Chính là hai cấu trúc ngữ pháp vừa rồi mình sẽ chỉ cho các bạn đấy, đúng không? Ở đây mình có yonde oite. Đó là yonde okimasu, đúng không? Ờ, bete oku, được chưa? Làm sẵn cái v. Tiếp theo là một cái cấu trúc đằng sau ghép vào là gì đây?
Te wa ikenai. Te wa ikemasen. Ve te wa ikenai. Không được làm cái ve, được chưa? Đấy, N3 thì là gì? Nó ghép lại giữa hai cấu trúc với nhau thôi. Có một xíu xíu đúng không? Nhưng hai cấu trúc này đều là cấu trúc đã học rồi của N4. Vì vậy mà bạn nào nắm vững cấu trúc của N4 thì sẽ dịch luôn được câu này là gì ạ? Không được gì? Không được đọc trước rồi quay lên câu trên xem nghĩa phù hợp không? Mặc dù không được đọc trước sách giáo khoa đến trang 30, nhưng bây giờ tôi hoàn toàn chưa đọc. Nghĩa không phù hợp đúng không? Ừ, đấy, rồi loại câu này. Rồi tiếp theo sang câu 2. Thì đây, yonde okana kereba naranai. Đây lại là một cấu trúc đã học rồi của N4 và N5 luôn các bạn ạ. Đây có ve na kereba naranai. Thế là bạn đi bằng sen đấy. Phải làm ve đúng không? Ừ. Thế mà các bạn để ý xem ở đây là gì? Vete okanai đúng không? Vete okimasu đấy các bạn ạ. Vete oku. Làm sẵn cái ve đúng không? Ừ. Thế đây là gì? Ghép hai cái đuôi này với nhau chúng ta sẽ dịch là gì ạ? Phải làm sẵn cái ve này. Có nghĩa là gì? Phải đọc trước nó đúng không? Ừ, phải đọc trước nó. Rồi, thấy nghĩa hơi gọi là phù hợp rồi đấy. Bây giờ chúng ta son trên nhá. Mặc dù là phải đọc trước cái sách này đến trang 30 đúng không? Nhưng bây giờ tôi vẫn chưa đọc một tí nào cả. Đấy, phù hợp chưa các bạn? Rồi, đấy, đến câu này là chúng ta có đáp án được rồi đúng không? Ừ. Số 2, được chưa? Đáp án của chúng ta sẽ là số 2. Đấy, các bạn nhớ xem là VT okimasu là làm sẵn cái nào, làm sẵn cái hành động V để chuẩn bị cho cái nào đấy, đúng không? Trước cái tiết học ngày mai thì phải là gì? Thì phải là đọc trước chứ đúng không? Đọc trước cái sách giáo khoa đến 130 chứ. Vậy đáp án chúng ta sẽ là số 2 nhé. Thử đi sang câu số 3 nhé. Ừ, ở đây là gì? Yomu koto ni shite wa ikenai. VT wa ikenai nghĩa là gì? Không được làm V đúng không? Ừ. Ở đây mình có cấu trúc là V tự koto ni shimasu. Có nghĩa là quyết định làm cái V này, được chưa? Ờ, thế đây là gì? Không được quyết định đọc. Không được quyết định đọc là không phù hợp đúng không? Rồi, tiếp theo số 4 là gì ạ? Yomu koto ni shinakereba naranai. Cấu trúc là 5 đúng không? Phải quyết định đọc. Đấy, nghe là không hợp rồi. Đấy, chính xác là đáp án số 2, được chưa nào? Rồi, ok. Tiếp theo, đấy các bạn thấy đề của N3 đúng không? N3 nhưng mà toàn là kiến thức của N4 và N5 thôi. Chỉ là nó cao cấp hơn một xíu xíu là nó hay ghép lại với nhau, nó dài ra để cho bạn rối một xíu thôi. Chứ còn nào mà nắm vững cái kiến thức N4 ấy thì làm câu này rất là dễ đúng không? Không khó gì cả. Rồi, vậy là chúng ta đã luyện tập xong các cấu trúc ngữ pháp đã học rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tiếp sang ngữ pháp tiếp theo là ngữ pháp số 6. Rồi, số 6 sẽ là gì đây? Số 6 sẽ là VT ikimasu. VT ikimasu. Ikimasu là gì ạ? Là đi đúng không? Ờ, là đi. Thì cái cấu trúc này chúng ta sẽ dịch là gì đây? Thứ nhất các bạn ghi nhớ sẽ là gì? Vật này hoặc là đối phương xa dần người nói. Nghĩa là như thế nào? Nghĩa là sensei đang đứng đây đúng không? Có một cái người nào đấy, người ta đi xa sensei ra. Đấy, xa dần sensei ra thì chúng ta sẽ dùng cấu trúc VT ikimasu này. Được chưa? Ở ví dụ nào. Hi sensei wa okotte nani mo iwanai de kyoushitsu o dete itta, dete ikimashita. Đúng không? Mình có DT, demasu, địa điểm này, đúng không? Địa điểm nơi trốn cộng với ố và demasu nghĩa là đi ra khỏi cái nơi đấy. Hi sensei làm sao ạ? Hi sensei okurimasu, okotte. Tức giận đúng không? Đấy, đấy. Đây là mặt sensei lúc tức giận nhá. Hi sensei tức giận để làm sao đấy? Iwanai de, ve nai de, ve hai, đúng không? Nghĩa là gì? Làm ve hai mà không làm ve một. Đi ra ngoài, đi ra khỏi lớp học mà không nói một cái gì cả. Cô hí nổi giận này, không nói gì mà đi ra khỏi lớp học, đúng không? Đấy, các bạn hình dung nhá. Bây giờ các bạn đang ngồi ở trong lớp, đúng không? Đấy, xong sensei tức giận, sensei mới không nói gì, sẽ đi ra khỏi lớp luôn. Thì có phải là sensei đi xa các bạn không? Đấy, đấy là các bạn đang nói đúng không? Thế là sensei đi xa các bạn, sensei không ở gần các bạn, sensei đi xa các bạn. Thì đây chúng ta sẽ dùng VT ikimasu, được chưa? Rồi, ok. Cách dùng thứ hai đó chính là trạng thái thay đổi từ hiện tại đến tương lai. Nghĩa là sao? Ví dụ như là gì? 11月から寒く
Natte ikimasu ne. Đúng không? Câu này dịch là gì? Từ tháng 11 thì trời trở nên lạnh nhỉ. Đúng không? Nó diễn tả hiện tại đến tương lai. Ikimasu là đi, 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 đúng không? Đến tương lai ấy, được chưa? Nghĩa là sao? Cái thời điểm nói đúng không? Là tháng 11 chẳng hạn đúng không? Thì sẽ nói là gì? Từ tháng này này, từ tháng 11 này thì trời sẽ trở nên lạnh đến tương lai, đúng không? Đấy, được chưa nào? Thì chúng ta sẽ dùng VT Kimasu, được chưa nào? Rồi, sang cấu trúc tiếp theo là cấu trúc số 7. Đó là VT Kimasu, đúng không? Vừa nãy là VT Ikimasu. Ikimasu là đi, bây giờ là VT Kimasu là đến. Thì ý nghĩa đầu tiên là gì đây? Làm V sau đó quay lại. Ví dụ như ở bên Nhật có một cái câu rất là thân thuộc, đúng không? Bạn nào hay xem anime thì biết này. Ví dụ người con chào mẹ, chào mẹ trước khi đi ra khỏi nhà, đúng không? Người con bảo là gì? Okasan itekimasu, đúng không? Itekimasu. Đấy, thì sẽ là gì? Con đi đây, con đi xong con về, đúng không? Thì đấy, chúng ta sẽ dùng cái VT kimasu này, được chưa? Làm V sau đó quay lại. Rồi, ok, ví dụ này. Đấy, gakko ni itekimasu, người con đúng không? Chào mẹ này. Gakko ni itekimasu, con đi đến trường đây xong con về ạ, đúng không? Hoặc là khi các bạn muốn nói là gì? Ồ, tớ đi ra ngoài mua gì nhỉ? Mua sữa xong tớ quay lại, đúng không? Ồ, thế sẽ là gì? Gyūniu wo katte kimasu. Tớ đi mua sữa xong tớ quay lại nhé, đúng không? Rồi, ok, đấy, cấu trúc này thì chắc là không làm khó nữa các bạn, đúng không? VT kimasu, làm V, sau đó là quay lại, được chưa? Rồi, ok. Ý nghĩa thứ hai dùng khi nào? Cách dùng thứ hai nào? Vật này hoặc là đối phương đến gần người nói. Vừa nãy VT ikimasu là đi xa người nói, bây giờ kimasu là đến mà, thì nghĩa là vật hoặc là đối phương ấy, nó đến gần người nói. Rồi, ví dụ này. Neko-chan wa watashi no chikaku ni hashitte kimashita. Đúng không? Đấy, ví dụ xe đang đứng bên này, cái con mèo đang đi đến gần xe, đúng không? Đấy, thì xe sẽ nói là gì? Neko-chan wa watashi no chikaku ni hashitte kimashita. Đấy, con mèo đã gì? Đã đi đến gần tôi, đúng không? Ok. Rồi, tiếp theo đến cách dùng thứ ba là gì đây? Trạng thái thay đổi từ quá khứ đến hiện tại bây giờ, được chưa? Ừ, rồi, ví dụ là gì đây? Saikin dandan atsuku natte kimashita ne, đúng không? Saikin, dạo gần đây trời dần nóng lên rồi nhỉ, đúng không? Nghĩa là thay đổi quá khứ đến hiện tại. Quá khứ nó đã nóng rồi, đúng không? Đến thời điểm hiện tại, nó vẫn đang ở trong trạng thái là nóng như vậy, được chưa? Thì chúng ta sẽ dùng VT kimasu. Atsuku natte kimashita. Trước đó, nó vẫn nóng rồi, đúng không? Đấy, đến thời điểm hiện tại bây giờ, nó vẫn nóng. Thì là atsuku natte kimashita. Rồi, ok. Tiếp theo là VT shimaimasu. Vete shimaimasu. Tabete shimaimashita. Tớ ăn mất rồi. Rồi, ý nghĩa đầu tiên của nó là gì? V chúng ta chia vào tete shimaimashita, đúng không? Thì sẽ là lỡ làm V mất rồi, đúng không? Mình đã dịch là lỡ làm V. Thì khi mà mình làm cái hành động đấy rồi, mình cảm thấy mình làm sao? Nuối tiếc, mình hối hận, đúng không? Đấy, thì khi đấy mình sẽ dùng cấu trúc này nhá. Tớ lỡ làm V mất rồi, đúng không? Đấy. Sumasen, kino no hanashi wa Nobita-san ni itte shimaimashita. Tớ xin lỗi, đúng không? Cái câu chuyện ngày hôm qua thì làm sao? Tớ đã lỡ nói. Nói với ai ạ? Ní, đúng không? Nói với Nobita-san mất rồi, đúng không? Ai nói đây? Ông Doraemon, đúng không? Doraemon xin lỗi Seiko, được chưa? Rồi, đấy, được chưa nào? Đấy, hành động mà mình đã làm này mình cảm thấy là gì? Có lỗi, được chưa? Và mình nuối tiếc khi đã làm hành động đấy. Thì các bạn nhớ là dùng VT shimaimashita nhé. Hoặc là khi thấy cái bánh ở trên bàn của ai đấy, đúng không? Của Linh chẳng hạn, ngon quá, bạn của mình ấy, xong thì lỡ ăn mất, đúng không? Và là gì? Linh đến mà gì? Linh ơi, cái bánh ấy ngon quá, tớ lỡ ăn mất rồi, đúng không? Tabete shimaimashita. Sumasen, gomenasai, đúng không? Rồi, ok. Mình rất là hối hận về cái hành động đấy, không biết hối hận không, đúng không? Rồi, ý nghĩa thứ hai là dùng khi nào đây? Hoàn thành cái hành động V đấy. Điểm ví dụ để hiểu hơn nhá. Rồi. 午後の5時までに宿題を出さないといけないので今やってしまいます。今やってしまいます。 Hoàn thành B. Cho đến trước 5 giờ chiều thì làm sao? Bởi vì
tôi phải nộp bài tập. Cho nên là bây giờ im ạ. Yatteshimaimasu, tôi làm hoàn thành cái B đấy, tôi làm hoàn thành bài tập. Rồi đấy, các bạn hiểu chỗ này chưa? Hoàn thành B nhá. Ừ, hoàn thành B trong tương lai mà đúng không? Đấy. Rồi ok, ở đây chúng ta sẽ có Yatteshimaimasu đúng không? Nghĩa là hoàn thành cái B đấy ở tương lai. Đấy, thì sẽ dùng shimaimasu. Còn nếu mà đã hoàn thành nó trong quá khứ rồi thì chúng ta chia về quá khứ thôi, sẽ là gì? Yatteshimaimashita, tôi đã làm xong nó rồi. Được chưa nào? Đấy, lưu ý hai cái đấy nhá. Còn một phần nữa mà Sensei muốn lưu ý đến các bạn, đó chính là trong khi giao tiếp, khi mà chúng ta dùng Yatteshimaimashita mà không biết là chúng ta dịch theo nghĩa là lỡ làm V hay là hoàn thành V rồi. Đấy, thì khi đấy, thứ nhất là chúng ta dựa vào cái luồng hội thoại chúng ta nói đến nó là cái gì để chúng ta phân biệt hai cấu trúc này dịch như thế nào, đúng không? Thứ hai là các bạn có thể nhìn vào cái nét mặt của người ta khi người ta nói chuyện ấy. Đấy, khi mà nói là lỡ làm ve mất rồi thì chắc chắn là vẻ mặt phải như nào, rất là hối lỗi đúng không? Đấy, có một phần lưu ý đấy, các bạn nhớ là tránh trường hợp là dịch nhầm hai cái ý nghĩa này nhá. Ok, tiếp theo sang cấu trúc số 9, đó chính là ve te mo i desu ka. Câu này rất quen thuộc rồi đúng không? Ở lớp C có một bạn rất là hay đi muộn. Rất là hay đi muộn, xong suốt ngày sáng nào đến cũng sensei, sumimasen, haitte mo ii desu ka? Ngày ngày nói câu này luôn. Đấy, cấu trúc này đúng không? Cái cấu trúc này dịch là gì ạ? Làm V có được không ạ? Đúng không? Để xin phép đối phương mình làm cái hành động V đấy có được hay không? Ừ, em vào lớp có được không ạ? Em ăn có được không ạ? Em đi chơi, con đi chơi có được không ạ? Rồi, ví dụ là gì? Trường hợp ở đây là gì? Ba bên ở đây là gì ạ? Gakuse và sensei đúng không? Gakuse bảo là gì ạ? Sensei, sumimasen, haitte mo ii desu ka? Ừ, cô ơi em xin lỗi là em vào lớp có được không ạ? Đúng không? Cô giáo sẽ trả lời là gì ạ? Hai, dozo, haitte kudasai. Em này quen thuộc rồi đúng không? Rồi, ok. Đấy, các bạn nhớ nhá. V đưa về từ T đúng không? V te mo ii desu ka? Em làm V có được không ạ? Xin phép đối phương, được chưa? Rồi, ok. Tiếp theo ví dụ thứ hai là gì đấy? Oishiso đúng không? Oishiso, hitokuchi tabete mo ii desu ka? Rồi, trông ngon đấy đúng không? Em ăn một miếng có được không? Được chưa? Tabete mo ii desu ka? Xin phép đối phương, được chưa? Ok, sang cấu trúc tiếp theo đó chính là số 10 là vete mimasu. Vete mimasu nghĩa là gì ạ? Thử làm cái hành động V đấy, đúng không? Khi nô sōrai shita koto wa ii ka dou ka sacho ni itte mimasu, đúng không? Itte mimasu, vete mimasu, thử làm V đúng không? Chúng ta dịch câu này nào. Cái việc mà thảo luận ngày hôm qua thì làm sao đấy? Được hay là không được thì tôi sẽ nói thử với cả sacho, đúng không? Rồi, ok, nhớ xem nhớ vete mimasu. Và cái cấu trúc này chúng ta có thể chia cái mimasu này theo các cái thể mà các bạn mong muốn nhá. Ví dụ như là mite kudasai này, đúng không? Mimashita này, vete mimashita, tabete mimashita, tabete mite kudasai chẳng hạn, được chưa? Rồi, ví dụ thứ hai là gì đấy? Ikeru ka dou ka yatte minai to wakaranai, đúng không? Ừ, đấy, ở đây mimasu, yatte mimasu chúng ta chia là minai to, đúng không? Rồi, cái này chúng ta sẽ dịch là gì đấy? Làm được hay là không thì nếu mà không làm thử thì không biết được đâu, đúng không? Wakaranai, yatte minai to ve nai to wakaranai, được chưa nào? Ok, tiếp theo sang cấu trúc ngữ pháp số 11, đó chính là V1 chia ở T, đúng không? VT cả là V2. Sau khi làm V1 thì mình làm V2, đúng không? Nghĩa là khi nào mà mình làm xong cái V1 đấy thì mình bắt đầu mới làm sang cái V2. Ví dụ như là gì? Sau khi làm xong bài tập, tôi đi chơi. Đấy, thì bắt buộc là mình phải làm xong cái bài tập đã, sau đó là mình mới đi chơi, được chưa? Thì khi đấy mình sẽ dùng cấu trúc này. Rồi, ví dụ là gì đấy? Kono shiryou wo mite kara henji shite kudasai. Mite kara, sau khi làm V1 đúng không? Sau khi mà xem cái tài liệu này thì henji shite kudasai, thì hãy trả lời tôi, đúng không? Hoàn thành xong cái V1 thì mình mới làm V2, được chưa? Rồi, ví dụ thứ hai là gì? Shokuji shite kara kusuri wo nomimasu. Câu này dịch rất là dễ đúng không? Sau khi mà
ăn cơm thì tôi uống thuốc. Đấy, cái hành động mà ăn cơm là phải làm xong cái đã, sau đó thì mới được uống thuốc, được chưa nào? Đấy, ok, cấu trúc này các bạn đã nắm được chưa? Tiếp theo, cấu trúc thứ 12 là gì đây? Đó chính là VT moru. VT moru. Thì các bạn hiểu moru nghĩa là gì? Là nhận, đúng không? Moraimasu là nhận. Nhưng đây nó kèm theo cái động từ VT, đúng không? Thì nghĩa là gì? Các bạn hiểu đơn giản là mình nhận được cái hành động mà người khác làm cho mình. Rồi, ok. Đấy, mình sẽ dịch là gì ạ? Được ai đó làm về cho. Rồi, đi vào ví dụ để chúng ta hiểu hơn nhá. Tokyo no tomodachi kara okashi o okutte moraimashita. Vete moraimasu. Moraimasu thì sẽ đi với gì ạ? Nhận được từ ai thì nhớ là kara hoặc là ni và người đấy. Được chưa? Nhớ lưu ý cái này nhá. Nhận được từ ai cái gì hoặc là nhận được cái hành động từ ai ấy, thì sẽ là ní vào người đấy nhân danh hoặc là cả đà. Được chưa nào? Rồi, chúng ta bắt đầu dịch này. Tôi đã được bạn bè từ bạn từ Tokyo làm sao đây? Bạn làm gì ạ? Bạn ấy gửi cho kẹo, đúng không? Ừ. Tôi đã được bạn từ Tokyo gửi cho kẹo, được chưa? Đấy, người bạn gửi cho mình kẹo và mình nhận được cái hành động đấy thì chúng ta sẽ dịch là được ai đó làm về cho. Ok. Ví dụ thứ hai này. Watashi wa hi sensei ni nihongo wo oshiete moratta. Tôi thì làm sao? Tôi thì được cô hi dạy cho tiếng Nhật, đúng không? Đấy, mình nhận được hành động về người ta làm cho mình. Đấy, vẫn là một cái lưu ý là nhận được hành động từ ai thì nhớ là ní vào người đấy. Rồi, ok. Có một cái phần lưu ý trong cái cấu trúc VT moraimasu này, đó chính là khi mà các bạn nhận được hành động V đấy nhưng mà nó mang cái kiểu như là gì nhỉ? Mình nhờ người ta ấy, mình mở lời mình nhờ người ta, sau đó là người ta làm cho mình cái hành động đấy, mình sẽ dùng cấu trúc là VT moraimasu, được chưa? Ok. Rồi, tiếp theo sang cấu trúc VT agemasu. Agemasu nghĩa là tặng, đúng không? Kèm theo hành động là tặng cái hành động đấy đi. Nghĩa là gì? Mình làm cái hành động cho ai đấy. Rồi, làm về cho ai đấy. Được chưa nào? Ví dụ nhá. Kimura-san no musume-san to asonde agemashita. Tôi thì làm sao? Tôi thì đã chơi cùng với con gái của anh Kimura-san. Đấy, được chưa? Hành động mình làm cho anh Kimura-san là gì ạ? Chơi với con gái anh đấy. Ví dụ thứ hai là gì ạ? Kanozo ni prezento katte agemashita. Tôi đã mua quà tặng cho bạn gái, đúng không? Rồi, ok. Về cấu trúc VT agemashita này thì có một cái phần lưu ý, đó chính là chúng ta không dùng cấu trúc này cho cấp trên, được chưa? Tại vì sao? Khi mà mình làm cái hành động đấy cho cấp trên, đúng không? Thì mang cái kiểu nghĩa là gì? Mình ban ơn cho cấp trên ấy, đúng không? Thì để thể hiện sự khiêm tốn thì các bạn không dùng cấu trúc này nhá, để dùng với cấp trên nhá. Rồi, ok. Rồi, sang cấu trúc tiếp theo, đó là cấu trúc nào đây? Cấu trúc 14, cấu trúc cuối cùng của ngày hôm nay, đó chính là VT kuremasu. VT kuremasu, được chưa? Rồi, cấu trúc này dịch là gì ạ? Vẫn là được ai đó làm cho hành động V, đúng không? Có giống cấu trúc nào đằng trước chúng ta vừa học ấy nhở? Giống cấu trúc VT moraimasu, đúng không? Đều là được ai đó làm về cho, đúng không? Nhưng nó khác nhau ở điểm nào đây? Khác nhau ở điểm nào ạ? Người nhận cái hành động đấy là ai? Là bản thân mình này, hoặc là người thân trong gia đình mình, những người thân thiết với mình, được chưa? Thì mình sẽ dùng cấu trúc VT kuremasu này. Ví dụ là gì đấy? Kanozo ga obento o tsukutte kuremashita. Tsukutte kuremashita. Đối tượng ở đây là ai ạ? Là ai làm cho mình ạ? Là kanozo, đúng không? Và người nhận là ai? Người nhận là mình. Đấy, người nhận hành động đấy là mình. Vì vậy chúng ta sẽ dùng VT kuremasu, được chưa nào? Ok. Bạn gái đã làm cơm hộp cho tôi, đúng không? Ví dụ thứ hai là gì đấy? Hi sensei wa imoto mukae ni itte kuremashita. Ở đây là hi sensei, cô hi, đúng không? Đã làm gì ạ? Đã đi đón ai? Đón con gái của tôi, giúp cho tôi, đúng không? Ừ. Ai là người nhận hành động ở trong này? Là mình, đúng không? Là bản thân mình. Cho nên là chúng ta sẽ dùng VT kuremasu, được chưa nào?
Rồi, vậy là chúng ta đã hoàn thành xong 14 cấu trúc ngữ pháp liên quan đến thể T của ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần luyện tập cuối cùng của ngày hôm nay nào. Denshi shimashou. Đầu tiên là câu xuất hiện trong đề N3 vào tháng 12 năm 2023. Được chưa? Đấy, cấu trúc N4 nhưng mà lại xuất hiện trong đề N3. Rồi, chúng ta cùng đi xem là nó có khó không nhá. Rồi, bạn A bạn bảo gì đây ạ? Yusoku ni tsukau tamago ga tarinai kara chotto super made nani ne. Được chưa? Bởi vì làm sao ạ? Tarinai kara, bởi vì trứng đúng không? Trứng sử dụng cho bữa tối thì không đủ đúng không? Cho nên là sao? Chotto super made cái gì đó ne đúng không? Tôi như thế nào đấy? Đến siêu thị nhé. Rồi, chúng ta sẽ cùng đi vào các đáp án nhé. Số 1 là gì đây? Katte kite oku. Katte kite oku ne nghĩa là gì? Tớ đi về te oku nghĩa là gì nhỉ? Đúng rồi, nó chính là gì? Làm sẵn, làm trước cái về đấy, chuẩn bị trước cái về đấy đúng không? Để cho cái hoạt động phía sau đúng không? Rồi, thế ở đây sẽ dịch là gì ạ? Tớ đi mua sẵn về. Có phù hợp không ạ? Ở đây là không phù hợp đúng không? Sao mà tớ đi mua sẵn về, xong lại tớ đi mua sẵn đến siêu thị về? Không phù hợp đúng không? Rồi, câu số 2 là gì đây ạ? Kai ni kite iru ve te iru đúng không? Kite iru nghĩa là gì ạ? Đến đúng không? Ừ. Đang đến mua. Có phù hợp không? Không phù hợp đúng không? Rồi, tiếp theo số 3 là gì đây ạ? Kai ni itte kuru. Ve te kuru là gì đấy? Đi làm cái V đấy xong rồi quay lại này, đúng không? Đấy, rồi cái này có hợp không? Tớ đi mua xong tớ về, đúng không? Ừ, tớ đi mua xong tớ về, rồi cái này có hợp không? Chính xác, đúng không? Tớ đi đến siêu thị mua xong rồi tớ về nhá, đúng không? Đấy, đáp án của chúng ta sẽ là số 3, được chưa? Rồi, thử xem đáp án số 4 người ta nói gì nhá. Katte itte shimatta. Vete shimaimashita là gì ạ? Lỡ làm V hoặc là gì? Đã hoàn thành V rồi, đúng không? Tớ đã lỡ đi mua rồi, tớ đã đi mua xong rồi. Đấy, thì bây giờ bạn mới đi mà đúng không? Cho nên là câu này không phù hợp. Được chưa? Vì vậy đáp án của chúng ta sẽ là số 3. Kai ni itte kuru, tớ đi mua xong tớ về nhá. Được chưa nào? Rồi, ok. Câu tiếp theo là câu nằm trong đề N4, GPT N4, được chưa nào? Rồi, câu này khá là dài đúng không? Rồi, bạn ấy bảo gì đây? Kai gi no junbi wa owarimashita ka? Đúng không? Là gì? Chuẩn bị cái cuộc họp thì làm sao? Xong chưa? Đúng không? Owarimashita ka? Tiếp theo về sau là gì ạ? Tetsudaimashou ka? Tớ giúp bạn nhá. Đúng không? Ok, ở dưới bạn bảo là gì đấy? Arigatou gozaimasu. Tớ cảm ơn. Ja, itsu ga hitotsu tarinai no de tonari no taigishitsu kara. Cái gì đấy? Ở đằng sau, đúng không? Tớ cảm ơn. Vậy thì làm sao? Vậy thì bây giờ đang không đủ, đúng không? Không đủ một cái ghế, được chưa? Cho nên là làm sao? Cái gì đấy? Phòng họp bên cạnh. Các bạn này hiểu xem đây là trợ từ kara nhá. Kara là gì? Từ, đúng không? Ừ, đấy. Từ, được chưa? Rồi, nhìn xuống câu trả lời này. Số 1 người ta bảo gì đấy? Motte konakute mo ii desu ka? Vừa nãy mình học VTMO đúng không? I desu ka? Để làm gì? Ờ, để xin phép đối phương làm cái hành động V đấy, đúng không? Đây là Vena cự tê mố thì là tôi không làm cái đấy thì có được hay không, đúng không? Ờ, tớ không mang đến. Tớ không mang đến thì có được không? Tonari no kaigishitsu kara motte konakute mo ii desu ka? Tự nhiên là gì? Cái ghế nó đang không đủ một cái. Sau đó là gì? Không mang đến từ phòng họp bên cạnh có được hay không? Không phù hợp, đúng không? Rồi, tiếp theo sang câu 2 nào. Motte kite kuremasu ka? Motte kite kuremasu ka nghĩa là gì ạ? Motte kite là gì? Mang đến, đúng không? Hành động khi mà người hoặc là đồ vật, đúng không? Tiến lại gần người nói, đúng không? Mang đến thì có được không ạ? Motte kite kuremasu ka? Bạn có thể mang một cái ghế, đúng không? Từ cái phòng họp bên cạnh
sang giúp tớ được không, đúng không? Đấy, thì câu này có vẻ là phù hợp đúng không? Rồi, đáp án của chúng ta sẽ là số 2 đúng không? Ừ, VT kuremasu ka? Đấy, có thể là V giúp tôi được không? Số 3 là gì đây? Motte konai to ikenai nghĩa là gì? Về nai to ikenai là gì ạ? Về nai tố có nghĩa là tố là nếu đúng không? Nếu không làm V thì làm sao? Không được, nghĩa là phải làm V. Được chưa? Ồ, thì đây dịch là gì ạ? Tớ không mang đến thì không được à? Đấy, người ta đang nhờ mà tự nhiên lại bảo là gì? Không mang đến thì không được à? Đúng không? Đấy, không phù hợp. Rồi, số 4 là gì? Motte kite wa ikemasen. Vete wa ikemasen nghĩa là gì? Không được làm V đúng không? Ừ, không được mang đến. Tự nhiên đang nhờ thiếu một cái ghế, sau lại bảo là không được mang đến thì không phù hợp đúng không? Rồi, đáp án của chúng ta sẽ là đáp án số 2, được chưa nào? Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đi vào một câu trong đề GPT của N3 năm 2020. Rồi. Ừ. Kodomo no koro itsumo oya ni eihon wo nani nani nete ita. Rồi, mình có VT imasu đúng không? Là diễn tả cái thói quen mà lặp đi lặp lại của bản thân mình lúc mà từ bây giờ, hiện tại bây giờ vẫn là có thói quen đấy đúng không? Rồi, còn VT ita, VT imashita đúng không? Để diễn tả cái thói quen mà đã xảy ra trong quá khứ rồi và hiện tại bây giờ thì không còn thói quen đấy nữa. Rồi, ok, vậy mình dịch sơ qua câu này nhá. Ở dưới đây mình nhìn sơ, ở đây có động từ yonde là yomimasu đúng không? Rồi mình thử ghép lên trên cho nó dễ hình dung nhá. Thời còn trẻ con đúng không? Khi trẻ con thì khi nào cũng có thói quen là gì ạ? Có thói quen là bố mẹ làm sao? Đọc truyện tranh, đó, đi ngủ đúng không? Rồi ok, mình nhìn xuống dưới đáp án nào. Đầu tiên mình có yonde kurete kara. Yonde kurete kara. Ở đây chúng ta thấy có ngữ pháp là vete kure. Kuremasu đúng không? Thì nhớ cho xe là ai làm cái hành động đấy cho mình ấy thì sẽ luôn đi với trợ từ gá đúng không? Hoặc là quá. Vì vậy ở đây bố mẹ đọc truyện tranh đúng không? Đọc truyện tranh cho mình, vì vậy mà ở đây sẽ không có ní, cho nên là chúng ta sẽ loại cái đáp án kuremasu này, được chưa? Loại luôn đáp án số 3 đúng không? Chỉ còn đáp án số 2 và số 4 thôi. Rồi, đáp án số 2 là gì đây? Yonde moratte kara. Yonde moratte kara nghĩa là gì? Vete kara nghĩa là sau khi làm V1 thì làm V2 đúng không? Ồ, rồi, ở đây là gì? Sau khi mà được bố mẹ đọc cho cái truyện tranh ấy thì ngủ đúng không? Đấy là thói quen hồi xưa của bạn đấy. Các bạn thấy câu này phù hợp không? Ừ, phù hợp đúng không? Rồi. Câu tiếp theo là câu số 4, thử xem qua câu số 4 nhá. Yonde morau kara. Yonde morau kara nghĩa là gì? Bởi vì đọc cho đúng không? Bởi vì bố mẹ đọc cho truyện tranh và đi ngủ thì nó không phù hợp đúng không? Ừ, thói quen hồi xưa của mình là sau khi được bố mẹ đọc cho truyện tranh thì mình sẽ đi ngủ. Đấy, được chưa? Vì vậy số 2 của chúng ta sẽ là đáp án đúng nhá. Rồi, ok. Câu tiếp theo vẫn là một câu ở trong đề N3 nhưng của tháng 12 năm 2019. Đấy, N4 nhưng mà xuất hiện trong N3 đúng không? Rồi, chúng ta cùng làm nhá. Kokose no toki guitar kyoushitsu ni nani nani ga muzukashikatta no de 3 ヶ月 để yamete shimaimashita. Yamete shimatta. Đúng không? Ở đây mình có yamete shimatta. Yamete shimatta. Nó chính là cấu trúc vete shimaimashita đúng không? Lỡ hoặc là hoàn thành V. Được chưa? Hoàn thành V trong tương lai hoặc là quá khứ đúng không? Rồi, dịch qua câu này nhá. Khi mà còn là học sinh cấp 3 thì làm sao đấy? Cái gì đó, đúng không? Cái gì đó ở lớp học guitar. Nhưng bởi vì đã rất là khó cho nên là 3 tháng thì tôi đã nghỉ, đúng không? Yamete shimaimashita. Đấy, 3 tháng thì tôi đã nghỉ rồi. Bây giờ chúng ta nhìn xuống đáp án này. Rồi, cái chữ kanji này là chữ thông đúng không? Chúng ta sẽ đọc như thế nào nhỉ?
Kayo, đúng rồi, kayo imasu đấy đúng không? Ừ. Kayotte mita tokoro desu. Về tạ tokoro. Tokoro nghĩa là gì nhỉ? Vừa mới làm V xong đúng không? Ừ. Rồi. Đấy, tôi vừa mới đi đến cái lớp học guitar. Nhưng cái gì đấy? Vì khó cho nên là 3 tháng nghỉ có phù hợp không ạ? Không đúng không? Tự nhiên lại vừa mới đến lớp học guitar xong lại khó quá xong 3 tháng nghỉ nó nghĩa nó không phù hợp. Câu 2 nào. Kayotte mita koto ga arimasu. Ồ, ở đây mình có một cái cấu trúc đúng không? Cấu trúc đó là gì đấy? Ồ, ve ta koto ga arimasu đúng không? Rồi. Ve ta koto ga aru. Nghĩa là gì ạ? Đã từng làm V đúng không? Cái này là gì? Việc mà chúng ta đã từng trải nghiệm nó ở trong quá khứ rồi. Đấy, thì đây là gì ạ? Tôi đã từng đến lớp học guitar đúng không? Ừ, nhưng mà vì khó quá nên 3 tháng tôi nghỉ. Các bạn thấy cái câu này có phù hợp không? Ừ, phù hợp đúng không? Đã từng. Đấy, rồi chúng ta khoanh vào đây đúng không? Rồi thì thử xuống câu dưới xem người ta bảo cái gì nhá. Kayotte mita tokoro desu. Ờ, cái câu này thì lại gì? Giống với cái câu phía trên đúng không? Vậy loại luôn đúng không? Rồi, tiếp theo ở dưới là gì ạ? Kayotte oita koto ga arimasu. Mình có VTOKU đúng không? VTOKU là gì? Làm sẵn cái V đấy để chuẩn bị cho việc nào đấy đúng không? Ừ. Rồi, đây là gì ạ? Đây, về sau của nó sẽ có cái cấu trúc là VTA KOTO ADU là đã từng đúng không? Ừ. Đã từng làm gì? Đã từng đến gì? Đến sẵn cái lớp học VTA không phù hợp, vì vậy đáp án hủy loại đúng không? Rồi, đáp án chính xác của chúng ta sẽ là số 2, được chưa nào? Rồi, tiếp theo sẽ là vẫn là một cái đề mà nằm trong đề N4 nha các bạn nhé. Này nga nhị, thả đà, nhì hông nô cây trả đệ, hà ta lây tạ. Mình có chữ kanji đọc khi cô cự đúng không? Khi cô cự shite này, khi cô cự shite から. Tiếp theo là khi cô cự shite iku. Iku là gì? Từ thời điểm nói đến tương lai hoặc là gì ạ? Vật thuộc đối phương đi xa người nói đúng không? Ờ, các bạn thấy cái này phù hợp không? Không đúng không? Rồi, tiếp theo. Khi cô cụ shite shimatta. Vete shimaimashita nghĩa là gì ạ? Hoàn thành cái việc đấy trong quá khứ rồi. Hoặc là đã lỡ làm về rồi đúng không? Ừ. Bởi vì tôi đã về nước. Ừ. Cho nên tôi đã làm ở công ty Nhật. Nghe nó không phù hợp lắm đúng không? Ừ. Rồi thì câu 1 là gì ạ? Sau khi về nước thì tôi đã làm ở công ty Nhật. Câu này là đúng chưa? Ờ, đúng đúng không? Sau khi về nước mình có vete cả là. Sau khi làm V1 thì tôi làm V2. Cái V1 phải hoàn thành đã thì mình mới làm được V2. Đấy, thì về nước rồi thì mới làm được công ty Nhật chứ, đúng không? Rồi, cái số 4 là gì đấy? Kikoku shite aru là gì? Tồn tại của một cái gì đấy, đúng không? Ừ, không phù hợp, quan sự. Vậy đáp án của chúng ta sẽ là số 1, chưa nào? Rồi, ok, tiếp theo nhá. Ừ. Sono shirase wa Tanaka-san kara oshiete nani nani. Đằng sau này. Ờ, oshiete gì nào? Ở đây mình có để ý cho xem ở đây có kara nhé các bạn nhé. Nếu mà có kara trong những cái cấu trúc là vete kuremasu này, vete morau này, vete agemasu này, đấy thì nhớ sẽ là ni hoặc là kara. Được chưa? Ni thì sẽ luôn đi với cả morau, te morau. Được chưa? Và te ageru. Đấy. Ừ. Còn gá và quá đúng không? Đấy, thì sẽ đi với VT kureru. Được chưa nào? Đấy, vì vậy ở đây chúng ta loại được kara, cho nên chúng ta loại được cái gì ạ? Ừ, kara thì sẽ là từ ai đấy nhận từ ai đấy mà, đúng không? Thì sẽ là morau. Được chưa? Ừ. Kara là morau nhá. Vì vậy ở đây chúng ta loại được kure này, đúng không? Kureru này. Ờ, ageru này. Đúng không? Tặng thì phải là ní, tặng cho ai mà, làm gì cho ai thì phải ní vào người đấy. Đấy, loại được cái này này. Rồi. Kurasai mashita. Kurasai mashita thì bằng cái gì ạ? Bằng với cả kureru. Đấy, vì vậy cũng là loại luôn. Vì vậy đáp án của chúng ta cuối cùng sẽ là còn số 3 thôi, đúng không? Moraimasu. Nhận được từ ai thì sẽ ní hoặc là kara vào người đấy nhá. Rồi. Ok, đáp án sẽ là số 3. Ok, vậy là chúng ta đã ôn tập lại các
cấu trúc ngữ pháp liên quan đến thành tê ở trong N4 rồi đúng không? Rồi, thế thì đây là các cái cấu trúc liên quan đến thể T mà chắc chắn các bạn phải cần biết nó trước khi học lên N3. Tại vì sao? Khi lên N3 thì nó cũng sẽ trong đề thi GPT N3 ấy, thì nó xuất hiện các cấu trúc ngữ pháp là rất là nhiều. Vì vậy khi mà các bạn biết trước rồi đúng không? Nắm vững rồi thì học N3 rất nhàn. Đấy, được chưa? Rồi, đây sẽ là phần tổng hợp kiến thức của ngày hôm nay nhé. Ở đây sẽ có mẫu ngữ pháp này, đúng không? Và nghĩa này, và ví dụ chi tiết cho các bạn nữa. Bạn nào mà muốn nhận lại bản PDF tổng hợp kiến thức ngữ pháp của ngày hôm nay thì các bạn nhớ là comment xuống phía dưới với cú pháp là RK viết qua nhá, thì CC sẽ gửi tài liệu cho các bạn nha. Hoặc là bạn nào thích thì có thể là chụp lại màn hình ngay lúc này, đúng không? Các bạn dừng lại video và chụp lại màn hình nhá. Ok, CC đi sang slide tiếp theo cho các bạn chụp nhá. Tiếp theo sẽ là phần bài tập về nhà. Rồi, để các bạn không quên và luyện tập lại các cấu trúc ngữ pháp hôm nay chúng ta đã học thì chúng ta có 8 câu cho bài tập về nhà ngày hôm nay. Rồi, 8 câu đúng không? CC sẽ gửi link phần bài tập về nhà này xuống phía dưới phần bình luận. Các bạn nhớ ấn vào đấy xem và làm bài tập. Comment đáp án xuống dưới phần bình luận, CC sẽ xem và chữa tại comment cho các bạn nhé. Vậy là buổi học hôm nay của chúng ta đã kết thúc rồi. Mình là Dương Thị CC. Và nếu các bạn thấy video này bổ ích thì nhớ là hãy like và đăng ký kênh Nhật Ngữ Đi Kỳ để có thể tạo động lực cho CC làm các video mới tiếp theo nhé. Và nếu mà các bạn có nội dung nào muốn CC làm thì các bạn nhớ là hãy comment xuống phía dưới và bình luận nha. Đêm ạ, nó tất đi. 1, 2, 3, chỉ còn hơn 3 tháng nữa là đến ngày thi GPT tháng 12. Làm thế nào để đỗ N3 chỉ trong 90 ngày? Và nếu các bạn hỏi thì Đi Kỳ xin phép trả lời, khóa 90 ngày cấp tốc đỗ N3 chính thức sẽ mở đợt đăng ký từ ngày hôm nay. Và sau đây là 3 lý do tại sao bạn nhất định nên tham gia lớp 90 ngày. Thứ nhất, cam kết đỗ N3 chỉ trong một lần thi với phương pháp 3E độc quyền. Tăng ngay 20 điểm với giáo trình đọc hiểu độc quyền của Ricky. Nội dung học sẽ bám sát xu hướng đề thi GPT của 5 năm gần nhất. Và đặc biệt là output sẽ nhiều gấp 3 lần so với những khoa thông thường. Lý do thứ hai đó chính là duy trì động lực học đến cuối cùng. Ngay cả những người lười này, người bận rộn nhất thì vẫn có thể theo được lớp này. Với sự hỗ trợ của đội ngũ sensei trợ giảng sẽ kèm cặp 1-1 các bạn hàng ngày, gửi quiz bài tập cho các bạn luyện qua tin nhắn cá nhân và giúp mọi người duy trì động lực học đến giai đoạn cuối cùng. Và quan trọng là trong khóa học này thì các bạn sẽ được cá nhân hóa lộ trình học phù hợp với lực học của bản thân. Thứ ba, các bạn sẽ được nâng cao kỹ năng Kaiwa và cơ hội tăng lương chuyển việc. Khi tham gia lớp này thì các bạn sẽ được tặng ngay khóa Kaiwa và Tokutei thực phẩm. Kèm với đó sẽ là tư vấn hỗ trợ chuyển việc tăng lương hoàn toàn miễn phí. Các bạn ơi, lớp học 90 ngày cấp tốc đỗ N3 này của mình sẽ khai giảng ngày 16 tháng 9. Và cho những bạn xem được video này thì với những bạn đăng ký sớm trước ngày 20 tháng 8 thì mọi người sẽ được: thứ nhất, tặng khóa N4 ôn tập kiến thức miễn phí. Thứ hai, tặng sách đọc hiểu N3 miễn phí độc quyền của Ricky. Và cuối cùng là các bạn sẽ được giảm ngay 1 triệu trừ giảm khóa học phí nhé. Đừng ngần ngại comment N3 ở dưới phần bình luận, CC sẽ gửi thông tin lớp cũng như lịch học cho các bạn nha. Chào tất cả.